có thể nhận thấy rõ sự vắng mặt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Thế nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin lại là khách mời danh dự khi Trung Quốc kỷ niệm 70 năm đánh bại đế quốc Nhật Bản. Sau những biện pháp trừng phạt của phương Tây về vấn đề Ukraine, Moscow hướng về phía Đông, nhưng không phải về Nhật Bản, nước ủng hộ những chế tài này. Thật không may, không có sự quan tâm lớn đối với Nhật Bản trong giới chóp bu chính trị và kinh tế của Nga. Và ở Nhật Bản cũng tương tự như vậy. Căng thẳng tăng cao vào tháng 8 khi Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đến thăm một chuỗi đảo tranh chấp với Nhật Bản kể từ khi kết thúc chiến tranh. Phó Thủ tướng Nga chế giễu những người Nhật phản đối chuyến thăm, nói rằng họ nên làm nghi lễ tự sát. Nhật Bản đã hoãn chuyến công du của Ngoại trưởng nước này tới Moscow, cũng như hoãn bàn về chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin tới Tokyo trong năm nay. Ông Putin chấp thuận chuyến thăm của ông Medvedev đến chủ đảo, chủ yếu là để gửi một thông điệp tới Tokyo, rằng chúng tôi cũng có thể cứng rắn đấy. Các vị có liên minh chế tài của các vị. Chúng tôi có di sản Thế chiến thứ hai của chúng tôi. Bảy thập kỷ sau đó, tranh chấp lãnh thổ vẫn còn nhạy cảm đến mức nó vẫn ngăn cản Nga và Nhật Bản ký kết một hiệp ước hòa bình chính thức. Và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong cuộc họp với khối G7 hồi tháng 5 vừa qua, đã nói rằng ông ấy muốn bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga, chỉ vì ông ấy sợ rằng Nga và Trung Quốc sẽ đoàn kết chống lại Nhật Bản. Nhưng nhiều nhà phân tích nghi ngờ sức mạnh của một liên minh Moscow-Bắc Kinh và nói rằng, bất chấp quá khứ, đối thoại với Tokyo là lợi ích của mọi bên.